Objective. Chiến tranh mưu lược lại cờ rồi. Deployment time. Place the building. Construction complete. Place the building. Place the building. Insufficient energy. Place the building. Construction complete. Construction place the building. Construction complete. Construction complete. Place the building. Thời gian triển khai khá là nhanh đấy, đưa quân lên đây trên này luôn. Place the building. Resources are detected. What? Resources received. Resources received. Resource container detected. Resources received. Resource container detected. Just give me orders. Resources received. Connect back. Resource container detected. Resources received. Resources received. Just give me orders. Bảy trăm rồi. Place the build instruction complete. Resources received. Resources received. Lock and load. Don't worry about it. Place the building. Insufficient energy. Resource container detected. Để lên rất nhanh. Resource container detected. Insufficient energy. Enemy detected. Construction unit is under attack. Commander, affirmative. Closing in. Yes. Moving. Ready for action. I can take it. On the move. Check xem team đội bạn sẽ như nào. Ra rất nhiều nhà lính luôn. Quay về thôi. Resource container detected. Command, incoming strike! Resources received. Closing in. What? Destroy! Attack! Shoot the target! Next! Orders! 500 và... Place the building. Resource container detected. Làm sao mà ăn được, đánh nhanh thắng nhanh không ăn được đâu. Có hai con lính nữa ra hai bên, cho lính hai con ra kiếp cờ luôn. Bốn nhà máy rồi, giờ chắc cũng full rồi đây. Đây đây đây, đủ vị trí rồi. Flag is captured. Place the building. Flag is captured.
Thì bạn tập trung rất là nhiều đây. Ơi. Mình phòng thủ nốt đợt này là ngon này. Chỉ cần phòng thủ được đợt này thôi. Mình sẽ check lại. Con này sẽ đi từ đây đến đây. Thì bạn lộ hết rồi. Tập chỉ huy level 2, sửa xe chiến đấu level 1. Mình là full quân rồi. Con này vẫn đang đi dò xem liệu còn có lượng vàng hay không. Đông luôn, đánh luôn. Đánh luôn. Trăm bốn bảy, 150. Đánh luôn. Sao không ăn được nhỉ? Theo mình nát hết. Thất bại khá là nhiều anh, mất khá nhiều lính. Như mình không lên xem một nữa. 300. Thêm cái trung tâm cung cấp nữa. Lính của mình không ăn lại lính họ đâu. Lên 800 đi. Thôi cố gắng lên nha, một cái nhà 800 đi. Sau đó lên dần những cái thứ kia luôn. Máy bay mình đang đi dò.
thì bạn lên được ba trung tâm cung cấp. Rút quân về. Mình lên nhà máy cấp 2 thì hơn. Sau đó lên sửa máy bay luôn. Trong cái nhà máy nước nữa. Giai đoạn này là giai đoạn rất khó khăn khi mà mình đang thiếu một cái lượng vàng. Đây thì mình cũng không dùng item bởi vì là chơi đấu này thì cũng bình thường thôi. Đấu 500 vàng thì được 2.000 vàng. Nên cũng không bỏ ra item nữa. Nên mình sẽ quên đi check luôn. Insufficient energy. Insufficient energy. Lock and load. Upgrade complete. Construction complete. Được quân đi check luôn. Upgrade complete. Bên này thì là rất là nhiều team đội bạn này, team đội bạn lên phòng không rồi này, team đội bạn lên phòng không rồi, ở đây xây được hai cái nhà máy xây luôn. Đây mình xây xuống nữa khu map bên dưới này, dưới này rất là rộng. Construction complete. Show me an armor. Closing in. Team đội bạn biết mình lên phòng không luôn, cho nên là cũng phải lên luôn. 400, 500, vẫn lên được cái nhà máy của trung tâm cung cấp nữa. Tranh thủ lên trung tâm cung cấp trước. Sau khi mà có lượng vàng ổn định rồi đỡ hơn. Giờ phải lên được bùm nữa. 100, 100, 535, 544. Place the building.
Sufficient gun energy. Sold. On the move, I can Glad take it. Glad is captured. Two shots, two Construction oh, got complete. it. Đây lên rất nhiều xe rồi, để mình khả năng thủ được. Đây lên nhà máy nước, nhà máy vàng đây. Vàng này là mình nghĩ là đủ rồi đấy. Vàng này cũng lên dần dần luôn rồi. Mình sẽ lấy một con lên check. Nhiệm vụ của nó là check. Để xem tim đội này nó lên chưa. Tâm chỉ huy level 3, tướng level 2. Rất nhiều nhà lính luôn. Lên sửa xe chuyên dụng luôn. Mình cắm mắt khá là nhiều rồi, bây giờ là cần thêm cái kiểu như là đánh xa. Đây cần lên cái nhà máy nước nữa đi. Construction complete. Construction complete. Lên thêm con này đấy. Cần bắn tỉa đấy, mình nghĩ là mình cần bắn tỉa đi cùng. Đưa mấy con này lên check hết. Năm trăm rồi, đã khá xe đấy. Uầy, họ đã lên được cái tháp luôn rồi. Bốn con này. Ui,
hai cái phòng không luôn. Cho đội lại đi cùng với thế. Bốn con này đánh phòng không đi. Không không thì thua rồi, lui về. Đúng hết cả chị. Máy bay nó biết này, nó biết này. Rất nhiều lính luôn. Một bộ cái bé này vào. Ăn được đấy, kẹp lính là ăn được. Nói chung nó cũng thiệt hại rất là nhiều. Tổng sản xuất. Sản xuất hai con đấy thôi, còn lại là sản xuất xe hết. Bốn con lính như sau. Lên thêm một cái xưởng chiến đấu nữa. Của đất.
tiếp. Game này phải lên item mọi người. Công cho nó thoải mái. Rất nhiều hai, nói chung không đếm được số lính này khá đâu. Cho quân lên dần luôn, không không triển khai đội quân luôn. Đây, vào chặn rồi. Mình lính tỉa của mình bắn đi thôi. Đây. Nên khá nhiều lính tiện. Lính tiệm mình cứ lên thôi. Nó triển khai con bắn sai kìa, gần lui á. Bắn đi.
Thì mình sẽ cấu gì ạ? Im lui ra chứ. Đây. Phía sau này. À không, không vào đây được, không vào đây. Không vào đây được. Mình phải đi ra ngoài, vì chỗ kia bị phá rồi. Mấy con này đau, bắn cực đau luôn. Đây, rút lui ra đây. Bắn. Đây thế. Đợi xe lên. Thì mình câu liên tục luôn. Ai rồi? Đau ấy, bắn đau ấy. Ai bắn đau ấy. Chết hết lính tử của mình rồi. Chơi lại luôn. Quay lại chơi luôn. Ngại gì. Xe mình lên hơi chậm. Lên đây đi các bạn ơi. Command.
Xe này tay của mình dài này. Còn xe đi lung tung. Ba cái đây. Hai cái đây. Con xe của mình. Có tỉa thì sau trong bụi này. Triển khai quân dần dần đây. Bảy con này, bảy con chỉ định nha. Tám có tỉa. Mấy con này không lên đi. Cái chín nữa đây. Xô vào luôn. Xô vào luôn, xô vào luôn. Không để đợi lâu. Xô vào luôn. Tám con này đứng ở đây. Đem đứa ra là dám làm gì? Con này đứng đây được rồi. Đến nay mà ăn thôi. Nó vẫn còn cái gì bắn bắn ở đây. Con lính tỉa này đi dại ấy. À, thì ra là hai cái xe này. Rất đông xe luôn. Đấy. Rất đông xe này luôn. Nó lên xe này thì nó nói chung là yếu mà khi mà nó cần một cái lực lượng mà để thủ nữa. Đây mình triển khai đánh nhanh cho cả máy bay lên nữa, máy bay phá nhà này. Mình thấy nó triển khai thì cũng rất nhiều nhà máy đây, rất nhiều cái phòng này luôn. Bởi vì cái này mình di chuyển là có thể tránh được. Di chuyển là tránh được. Nếu mình đứng ở đây, mình đứng ở trên này, mình công xuống này nó cũng
Công được ba nhà máy điện là chỗ này nó cũng ngừng hoạt động luôn. Team đội bạn không có đủ vàng để mà lên được. Đây mình lên hết rồi, trung tâm cung cấp sửa cấp 3. Nói chung mình quá giàu rồi khi mà nhặt được quá nhiều đồ. Thắng không? Victory.